cái loại này á, nếu theo theo cái cắt đủ nó một năm rồi một đá rồi một biết cành là đủ nó biết nó bao nhiêu năm rồi. Ờ, lâu lắm á, đẹp chưa? Đẹp lâu là cái đủ năm rồi. Ừ. À, quá đẹp. Quên suối hả Hồng? Cái này là hồi nhỏ là em đi thường xuyên cái gì? Đi chơi rí cái gì? Có nghe tiếng suối rồi hả? Có nghe được không? Dạng đi thôi một cái suối thác đi quá em cứ nó rành ở đây không à, từ từ không ơi sợ quá rồi gì đâu trời. Yeah. Đúng là đúng là thiên nhiên. Đá ơi là đá. Qua đi nữa không? Ôi giời ơi. Từ từ không sao em được, đi hồi đi lại không được luôn á. Đi từ từ chứ đi hồi đủ đi lại không được á. Mỏm đá đẹp nhớ. Nước nó phải nhiều. Mới đẹp. Bây giờ nước nó không có máy. Nó bắt đầu mưa.